Chào các em, hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn các em bài học mới. Vừa rồi thì các em học xong cái bài 24 là cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1858 đến 1873. Thì các em thấy là sau khi thực dân Pháp chiếm được lục tỉnh Nam Kỳ trong năm 1867 thì cái phong trào kháng chiến của nhân dân ở Nam Kỳ tiếp tục mạnh lên, làm cho Pháp càng khó khăn. Nhưng mà thực dân Pháp phải tìm mọi cách để mà đối phó với các phong trào ở nhân dân Nam Kỳ. Thì sau khi mà đã đến năm 1873 thì tình hình của Nam Kỳ đã ổn định hơn, thì thực dân Pháp bắt đầu là mở rộng đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất, rồi sau đó là đánh chiếm Bắc Kỳ lần hai. Lần thứ nhất là 1873 và lần thứ hai thì 1882. Vậy thì để tìm hiểu xem cái nội dung của bài học hôm nay là như thế nào đó, mình tìm hiểu cái bài 25 là cuộc kháng chiến lan rộng ra toàn quốc năm 1873 đến 1884. Thì cái phần nội dung cái bài này thì nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất, một la mã là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất và cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Phần hai là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai và nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882 đến 1884. Đó là hai phần. Chúng ta sẽ đi vào cái phần thứ nhất, đó là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất và kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Thì cái phần này cũng gồm có 3 phần nhỏ, đó là tình hình Việt Nam trước khi Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ. Phần 2 là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Phần thứ 3 là cuộc kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Kỳ. Thì chúng ta có 3 phần. Thì chúng ta đi vào cái phần mình tìm hiểu xem tình hình Việt Nam trước khi đánh chiếm Bắc Kỳ. Phần này thì chúng ta cũng sơ lược thôi, nhưng cái trọng tâm là chúng ta sẽ học cái phần cuộc kháng chiến ở Hà Nội. Sau khi mà chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì thực dân Pháp tiến hành cái việc xây dựng bộ máy cai trị như thế nào? Thì các em biết là sau khi mà chiếm được 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ thì Pháp bắt đầu xây dựng cái bộ máy cai trị có tính chất quân sự từ trên xuống dưới. Họ đặt cái chế độ thuế khóa, bắt đầu cho xây dựng thành phố Sài Gòn, rồi vơ vét lúa gạo để mà xuất khẩu, rồi mở trường để mà đào tạo tay sai, xuất bản báo chí. Thì họ xuất bản ra báo chí nhằm tuyên truyền cho cái kế hoạch xâm lược của họ sắp tới. Vậy mục đích của Pháp là gì? Vậy thì mục đích của Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ đó là để tiến hành bóc lột về kinh tế, để biến nơi đây thành cái bàn đạp để mà đánh chiếm Campuchia, rồi sau đó là chiếm luôn các cái tỉnh ở miền Tây Nam Kỳ. Vậy thái độ và hành động của triều đình Huế từ sau năm 1867 như thế nào? Thì các em biết là đối với Pháp á, thì triều đình vẫn tiếp tục thương lượng để chia sẻ là cái quyền thống trị. Còn đối với dân thì Pháp, xin lỗi, là triều đình vẫn ra sức bóc lột, vơ vét tiền của người dân để phục vụ cho cái cuộc sống xa hoa. Thứ hai nữa là nhằm để bồi thường chiến phí cho Pháp và đàn áp các cuộc khởi nghĩa của nông dân. Như vậy thì đối với trong nước và đối với Pháp, vậy thì triều đình đã thực hiện chính sách đối nội và đối ngoại rất là lỗi thời. Cho nên là cái này là các em nhìn thấy đây là cái lăng vua Tự Đức. Cho nên là có câu là vạn niên là vạn niên nào, thành xây xương lính hào đào máu dân. Như vậy thì các em thấy là cái thái độ và cái hành động của triều đình Huế từ sau năm 1867 thì đã đem lại những cái hậu quả gì cho đất nước ta? Thì cái hậu quả đó là làm cho các ngành kinh tế của nước ta bị sa sút, về tài chính thì bị thiếu hụt, binh lực thì suy yếu,
và đời sống của người dân ta lúc bấy giờ rất là cơ cực. Như vậy thì đây chính là cái chính sách này thì đó là thể hiện được cái sự nhu nhược của triều đình, vì làm cho cả cái thực lực quốc gia càng suy kiệt, suy yếu. Thì đây chính là thúc đẩy nhanh cái quá trình xâm lược của thực dân Pháp đối với nước ta. Như vậy thì chúng ta xem coi nguyên nhân nào mà Pháp lại là muốn chiếm Bắc Kỳ, đem quân ra Bắc để mà chiếm. Như vậy thì Pháp đem quân ra Bắc để chiếm miền Bắc thì trong cái hoàn cảnh nào, thì chúng ta sẽ sang số 2. Số 2 đó là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ nhất. Vì sao mà sau khi Pháp chiếm Nam Kỳ rồi thì Pháp lại xúc tiến cái việc là xâm lược ở Bắc Kỳ? Thì các em thấy là cũng có rất nhiều cái nguyên nhân. Thứ nhất là cái âm mưu của Pháp là muốn chiếm toàn bộ Việt Nam để làm thuộc địa. Cho nên là khi chiếm xong Nam Kỳ thì Pháp sẽ là chiếm Bắc Kỳ. Thứ hai là miền Bắc là cái nơi mà giàu tài nguyên, đông dân, lại có sông Hồng nối với cái vùng Hoa Nam rộng lớn của Trung Quốc. Cho nên là Pháp coi cái việc đánh chiếm Bắc Kỳ là một cái vấn đề sống còn cho tương lai cái quyền thống trị của Pháp ở cái cùng Viễn Đông, ở cái vùng Viễn Đông, ra Bắc để mà hội quân với lại DB nha. Đây cái mũi tên nè. Thì sau khi mà chúng đem quân ra hội quân ra để mà hội quân thì chúng bắt đầu là nổ súng để mà đánh chiếm Hà Nội. Vào ngày 20 tháng 11 1873, thì lúc này thì Pháp nổ súng để mà đánh cái thành Hà Nội. Thì chúng ta xem đây là cái lực đồ chiến trường Hà Nội. Đây là cái quân Pháp đánh vào cái thành. Còn về phía ta thì lúc bấy giờ triều đình đã cử Nguyễn Tri Phương đem 7.000 quân ra để mà chống cự. Thì Nguyễn Tri Phương cũng chống cự quyết liệt nhưng mà không chống nổi. Thì đến trưa thì thành đã mất, Nguyễn Tri Phương đã bị thương, rồi sau đó bị bắt, rồi ông nhịn ăn mà chết. Như vậy thì các em thử cho biết coi, tại sao mà quân triều đình ở Hà Nội đông mà vẫn không thắng được quân giặc? Đó là cái nguyên do, là do cái thái độ của triều đình lúc bấy giờ chỉ hy vọng là muốn thương lượng thôi để chuộc lại Nam Kỳ, cho nên là không cương quyết để mà chống giặc. Cho nên là chính vì chỗ đó mà dù đông quân nhưng mà không thắng được quân giặc. Như vậy cho nên là trong vòng chưa đầy một tháng thì Pháp bắt đầu là cho quân đi chiếm các tỉnh khác, như là tỉnh Hải Dương, rồi Hưng Yên, Phủ Lý, Ninh Bình, rồi cả Nam Định. Vậy là trong vòng chưa đầy một tháng thì chúng đã chiếm được các tỉnh. Vậy là sau khi mà chiếm được các tỉnh ở Bắc Kỳ, như vậy thì nhân dân ở Bắc Kỳ đã chiến đấu như thế nào? Và chúng ta tiếp tục sang cái phần 3, kháng chiến ở Hà Nội và các tỉnh đồng bằng. Vào năm 1873-1874, vậy thì sau khi mà Pháp đã kéo vào Hà Nội thì nhân dân ta đã anh dũng đứng lên để mà kháng chiến. Tiêu biểu đó là cái trận chiến ở cửa Ô Thanh Hà, đó là ở Hà Nội. Đây là cái tranh ở cửa Ô Thanh Hà, Hà Nội. Vậy thì cái trận chiến này của một cái viên trưởng cơ đã chặn đánh địch ở cái cửa Ô Thanh Hà, họ đã hy sinh cho đến cái hơi thở cuối cùng. Rồi nên là bên cạnh đó thì có rất nhiều cái khu căn cứ chiến đã thành lập, như là của Nguyễn Mậu Kiến ở Thái Bình, rồi là căn cứ kháng chiến của Phạm Văn Nghị của Nam Định. Thì chúng ta xem đây là cái lược đồ, có rất nhiều cái khu căn cứ kháng chiến đã mọc lên. Như vậy thì các em thấy là trong lúc bấy giờ là nhân dân ở Bắc Kỳ nổi dậy chiến đấu rất là quyết liệt. Như vậy thì thấy được cái lực lượng của quân giặc ở Hà Nội tương đối yếu,
Cho nên là quân ta đã khép chặt cái vòng vây, khép chặt vòng vây. Em xem cái lược đồ. Cho nên là đến ngày 21 tháng 12 năm 1873 thì Pháp đã kéo quân ra Cầu Giấy. Thì lúc bấy giờ chúng đã bị đội quân của Hoàng Tá Viêm kết hợp với đội quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích và giết chết được cái tên Garnier, đó là một cái người chỉ huy nghĩa quân lúc bấy giờ đã bị giết hại. Vậy là các em thấy là cái trận chiến Cầu Giấy vào ngày 21 tháng 12 1873 là ta lần thứ nhất ta đã chiến thắng. Các em xem đây là cái trận Cầu Giấy, cái tranh Cầu Giấy. Thì các em coi cái trận Cầu Giấy nó đã có tác động như thế nào. Thì khi mà chiến thắng ở Cầu Giấy và giết chết được tên Garnier thì lúc bấy giờ làm cho quân Pháp là rất là hoang mang đó, còn quân ta thì phấn khởi và hăng hái. Nhưng trong lúc bấy giờ triều đình không nhân cơ hội này để mà chống giặc, mà triều đình lại tiếp tục ký với Pháp một cái hiệp ước tiếp theo, đó là hiệp ước Giáp Túc vào ngày 15 tháng 3 năm 1884. Hiệp ước này là Pháp sẽ rút quân khỏi Bắc Kỳ, còn triều đình thì thừa nhận 6 tỉnh Nam Kỳ hoàn toàn về Pháp. Thì các em xem lược đồ, đây là cái lược đồ này, thì đó là 6 tỉnh Nam Kỳ đã triều đình đã thừa nhận là quyền bảo hộ của Pháp. Vậy thì tại sao mà triều đình lại ký cái hiệp ước Giáp Túc với là thực dân Pháp? Vậy các em có nhận xét gì về cái hiệp ước này? Vậy là triều đình ký hiệp ước là do triều đình Huế lúc bây giờ đã vì cái lợi ích của dòng họ, của giai cấp, và có cái ảo tưởng là muốn thương lượng thôi, cho nên là đã ký cái hiệp ước. Cho nên là với cái hiệp ước này thì Việt Nam chúng ta đã mất một phần quan trọng chủ quyền lãnh thổ, thương mại và ngoại giao với cái hiệp ước này. Nghĩa là sau khi mà cái hiệp ước Giáp Túc đã được ký kết thì sự đối đầu của nhân dân với triều đình ngày càng sâu sắc. Cho nên có câu là gì? Dập diều chống đánh cờ siêu, phen này quyết đánh cả triều lẫn Tây. Triều đây là triều đình và Tây đó là thực dân Pháp. Đó, cho nên là lúc này là nhân dân càng nổi dậy đấu tranh, vừa chống triều đình mà chống thực dân Pháp. Thì để tìm hiểu rõ hơn thì chúng ta lại tiếp tục mà sang cái phần hai lớn, đó là thực dân Pháp đánh Bắc Kỳ lần hai và nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng chiến trong những năm 1882 đến 1884. Thì cái phần này cũng gồm 3 phần. Đó, phần thứ nhất là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần thứ hai 1882, và phần hai là nhân dân Bắc Kỳ tiếp tục kháng Pháp. Phần thứ ba là hiệp ước Paternot và nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm hiểu cái phần nhất, đó là thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần hai năm 1882. Giờ thứ nhất chúng ta đi tìm hiểu cái nguyên nhân tại sao mà Pháp lại đánh Bắc Kỳ lần thứ hai. Thứ nhất là cái nguyên nhân thứ nhất là Pháp thực hiện cái âm mưu là kế hoạch là muốn xâm lược toàn bộ Việt Nam. Thứ hai là Tư bản Pháp là đang trên đà phát triển, rất cần cái nguồn tài nguyên khoáng sản ở Bắc Kỳ. Vậy là tình hình của nước ta sau cái hiệp ước này như thế nào? Mà lấy cái cớ gì mà Pháp lại đem quân đánh chiếm Bắc Kỳ lần hai? Là tình hình nước ta là sau cái hiệp ước là cuộc khởi nghĩa của nhân dân càng nổi dậy, phản đối cái hiệp ước này càng diễn ra. Có nền kinh tế của nước ta lúc bấy giờ ngày càng kiệt quệ, nhân dân ta thì đói khổ, rồi giặc cướp thì
nổi lên ở khắp nơi. Lúc bấy giờ triều đình là có lúc là phải cầu cứu là nhà Thanh, quân Thanh. Rồi triều đình lại khước từ mọi cái đề nghị cải cách duy tân đất nước, không tích cực đề phòng cái việc Pháp trở lại xâm lược Bắc Kỳ. Vậy thì lấy cái cớ mà gì để Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ lần hai? Đó là gì? Pháp lấy cớ là triều đình nhà Nguyễn đã vi phạm cái hiệp ước 1874, là đã tiếp tục giao thiệp với nhà Thanh mà không hỏi qua ý kiến của Pháp. Chính vì vậy mà ngày 3 tháng 4 năm 1882 thì quân Pháp do đại tá Rivière chỉ huy đã đổ bộ lên Hà Nội. Thì cái này chúng ta xem lược đồ, đây là quân Pháp là đổ bộ ra Hà Nội. Lúc này thì ngày 25 tháng 4 năm 1882 thì Rivière mới gửi cái tối hậu thư cho Tổng đốc Hoàng Diệu, đòi Hoàng Diệu phải nộp khí giới và nộp thành, giao thành không điều kiện. Không đợi trả lời thì Pháp bắt đầu là nổ súng đánh thành Hà Nội lần thứ hai. Thì lúc bấy giờ đây là lực đồ quân Pháp đánh Hà Nội. Khi quân Pháp đánh vào thành Hà Nội thì lúc Hoàng Diệu làm tổng chỉ huy về phía quân của ta, Tổng đốc Hoàng Diệu, thì Hoàng Diệu đã gửi thư cho triều đình nhà Nguyễn lúc giờ phải tăng thêm viện binh, bởi vì lúc bấy giờ ông bị bao vây. Nhưng mà triều đình không đồng ý, cho nên là cuối cùng ông đã thắt cổ tự tử. Cho nên là ông có viết lại là gì? Thần là một kẻ thư sinh, biết đâu việc binh bị mà bệ hạ lại giao cho cái chức vụ quá quan trọng, làm sao tin được lòng dạ. Nên thần lo sửa soạn đề phòng, việc chưa xong thì binh Pháp kéo đến. Thần trộm nghĩ Hà Nội là cuốn họng của Bắc Kỳ, nên thần thường tâu về triều đình xin thêm binh, nhưng bệ hạ lại quở trách. Một mình thề với lòng thành, nguyện theo Nguyễn Tri Phương nơi suối vàng vậy. Cho nên là cuối cùng xin viện binh không được thì ông thắt cổ tự tử. Như vậy tại sao mà nghe tin Hà Nội thất thủ thì triều đình lại vội vàng cầu cứu nhà Thanh và cử người ra Hà Nội để mà thương thuyết với Pháp, đồng thời là ra lệnh cho quân phải rút lên mạng ngựa? Do là như vậy là do là vì cái quyền lợi ích kỷ của dòng họ mình, muốn bảo vệ quyền lợi của dòng họ, của giai cấp mình, và ảo tưởng vào cái con đường thương lượng, sợ là nhân dân chống lại triều đình. Chính vì vậy mà lúc bấy giờ triều đình lại vội vàng cầu cứu nhà Thanh và cử người thương thuyết với Pháp rồi rút quân lên mạng ngựa. Cho nên là nhân cái cơ hội này thì Pháp lại tiếp tục nhanh chóng là chiếm ra các tỉnh nữa, đó là Hòn Gai, Nam Định và các tỉnh khác thuộc là đồng bằng Bắc Kỳ. Đó là cái tác hại của cái hành động của triều đình nhà Nguyễn, là tạo điều kiện cho Pháp là chiếm luôn các tỉnh ở Bắc Kỳ. Ngoài nhân dân Bắc Kỳ lại tiếp tục mà chống Pháp. Vậy là nhân dân Bắc Kỳ đã phối hợp với quân triều đình để mà kháng Pháp như thế nào? Thì các em biết là ở Hà Nội thì lúc bấy giờ là nhân dân đã tự tay mình đốt nhà để tạo thành cái bức tường lửa để mà ngăn giặc. Rồi hàng nghìn người tụ tập thành cái đội ngũ gươm giáo chỉnh tề. Rồi lớp thì nhân dân thì không có bán lương thực cho Pháp. Rồi là một số người lại là đào hào đắp lũy, lập lên các cái đội quân, đội dân dũng để mà bất chấp cái lệnh giải tán của triều đình mà họ nổi dậy mà chống Pháp. Rồi ở địa phương, các địa phương thì lúc bấy giờ là nhân dân tích cực đắp đập cấm kè trên sông, làm hầm, làm trong, cạm bẫy để mà chống lại thực dân Pháp. Như vậy thì lúc bấy giờ đi đến đâu thì Pháp cũng bị nhân dân ta chống đối.
Thì lúc bấy giờ quân Pháp lại tiếp tục, lúc này là GVE chỉ huy. Vào ngày 19 tháng 5 năm 1883 thì GVE là chỉ huy hơn là 500 tên, vậy là kéo ra Cầu Giấy. Thì lúc này là tiếp tục đến Cầu Giấy thì họ lại tiếp tục lọt vào cái trận địa của ta lần thứ hai, giống như lần trước cũng bị đội quân của Hoàng Tá Viêm và quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc phục kích. Lúc này lại tiếp tục giết chết cái tên chỉ huy đó là GVE. Vậy trận Cầu Giấy lần thứ hai thì quân ta đã giành được thắng lợi. Nhưng mà tại sao thực dân Pháp lại không nhượng bộ triều đình Huế mà lại tiếp tục là đánh ra Huế? Là do lúc bấy giờ là Pháp đã có thêm viện binh, và Pháp biết được triều đình Huế là không cương quyết để chống đối. Hơn nữa là vào tháng 7 năm 1883, lúc này vua Tự Đức đã qua đời. Lợi dụng là triều đình lúc bấy giờ đã bị lục đục, tư bản Pháp thì đang là phát triển, cho nên là muốn kết thúc chiến tranh. Chính vì vậy mà chúng bắt đầu đem quân để tấn công vào Thuận An, đó là cửa ngõ của kinh thành Huế. Thì đây là chúng ta xem cái lược đồ, đó là tiếp tục là Pháp đem quân để tấn công vào cửa biển Thuận An, đó là cửa ngõ của kinh thành Huế. Thì là cuộc tấn công này diễn ra như thế nào, kết quả ra sao, thì chúng ta lại tiếp tục sang cái phần số 3, đó là Hiệp ước Ba Tư Nót. Nhà nước phong kiến Việt Nam sụp đổ năm 1884. Vậy thì theo sau khi mà Pháp đã đem quân vào cửa biển Thuận An vào ngày 18 tháng 8 năm 1883, thì Pháp đã bắt đầu bắn phá dữ dội vào cái pháo đài cửa biển Thuận An. Thì lúc này đến ngày 20 tháng 8 thì chúng đổ bộ lên cái khu vực này, thì triều đình Huế đã hốt hoảng xin đình chiến. Đến ngày 25 tháng 8 thì một cái cao hủy của người Pháp, đó là Hát Măng, đã lên ngay đến Huế và đưa ra một cái bản hiệp ước đã thảo sẵn là buộc triều đình nhà Nguyễn đầu hàng. Ta còn gọi đó là cái hiệp ước Quý Mùi hay là cái hiệp ước Hát Măng, buộc triều đình phải ký kết với Pháp. Vậy cái nội dung của hiệp ước này là gì? Thứ nhất là triều đình Huế chính thức thừa nhận cái quyền bảo hộ của Pháp ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ, rồi cắt cái tỉnh Bình Thuận ra khỏi Trung Kỳ, nhập vào đất Nam Kỳ thuộc về Pháp. Rồi ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh được sáp nhập vào Bắc Kỳ. Vậy lúc này là triều đình cai quản chỉ cái cai quản cái vùng đất ở Trung Kỳ thôi, nhưng mọi việc đều phải thông qua là viên khâm sứ của người Pháp ở Huế. Công sứ của Pháp ở cái tỉnh Bắc Kỳ thì thường xuyên kiểm soát những cái công việc của quan lại triều đình, nắm tất cả các cái quyền trị và nội vụ đó, mọi việc giao thiệp với nước ngoài kể cả với Trung Quốc đều phải là do người Pháp hết, tức là tất cả là đều phải thông qua Pháp. Vậy là sau khi cái hiệp ước Hát Măng đã ký kết thì chúng ta xem cái lược đồ. Đây là cái đất bảo hộ là ở Bắc Kỳ, còn ở Nam Kỳ thì là cái đất thuộc về Pháp. Bây giờ ở Trung Kỳ là đất nửa bảo hộ. Như vậy thì sau khi cái hiệp ước Hát Măng đã được ký kết thì thái độ của nhân dân ta như thế nào? Thì các em biết là có rất nhiều cái văn thân quan lại của triều đình ở các địa phương nổi dậy để mà chống đối lại triều đình đó. Tức là nhân dân đã đẩy mạnh phong trào kháng chiến chống Pháp, rất nhiều cuộc khởi nghĩa của nhân dân ở địa phương đã diễn ra, như là của Nguyễn Thiện Thuật nè, Tạ Hiện nè, của Hoàng Văn Hòe, của Lã Xuân Oai, vân vân. Đặc biệt đó là cái phái chủ chiến trong triều đình Huế là do Tôn Thất Thuyết cầm đầu và mạnh tay để mà hành động để chống Pháp.
Nhưng mà do là tình hình lúc bây giờ nhân dân đã nổi dậy đấu tranh quyết liệt như vậy, nhưng mà triều đình vẫn không cùng với nhân dân để mà chống Pháp, mà triều đình lại tiếp tục Pháp một cái hiệp ước tiếp theo, đó là hiệp ước Paternot vào ngày 6 tháng 6 năm 1884. Như vậy là với cái hiệp ước này thì coi như là triều đình đã hoàn toàn đầu hàng thực dân Pháp và Việt Nam chúng ta đã lệ thuộc vào Pháp. Vậy là cái nội dung của hiệp ước này là gì? Nội dung của hiệp ước Paternot. Hiệp ước Paternot là có nội dung là cơ bản là giống như là hiệp ước Hát Măng, nhưng mà chỉ sửa đổi đôi chút về cái ranh giới khu vực Trung Kỳ mà thôi. Thì các em xem, đây là hai cái lược đồ mình so sánh. Đây là hiệp ước Hát Măng và bên đây là hiệp ước Paternot, thì nó cũng giống nhau, nhưng mà bên hiệp ước Paternot thì cái địa phận chỉ sửa đổi một chút về ranh giới ở Trung Kỳ mà thôi, để nhằm xoa dịu cái dư luận và lấy lòng vua quan của phong kiến Bù Nhìn lúc bấy giờ. Chỉ sửa đổi một chút cái vùng Trung Kỳ hơi nhiều hơn chút xíu. Vậy coi như là với cái hiệp ước Paternot là Việt Nam của mình đã trở thành thuộc địa của nước Pháp. Vậy thì hết bài này thì các em đã cũng nắm được là sau cái hiệp ước Hát Măng thì Pháp đã chiếm được toàn bộ Việt Nam. Muốn chiếm toàn bộ Việt Nam nên bắt triều đình Huế đã ký cái tiếp theo là cái hiệp ước Paternot. Thì mình cần phải nhớ cái nội dung của hiệp ước. Như vậy thì từ cái phần bài 24 ta đã học, thì các em thấy là triều đình nhà Nguyễn đã từng bước đầu hàng, đi đến đầu hàng hoàn toàn thực dân hóa Pháp. Đó là từ bắt đầu là cái hiệp ước Nhâm Tuất, Giáp Tuất, rồi hiệp ước Hát Măng và cái hiệp ước Paternot. Thì chúng ta sẽ học, và xong cái bài này thì chúng ta sẽ học về học bài, chúng ta sẽ tìm hiểu trước cái bài 26 là các em sẽ tìm hiểu cái nguyên nhân diễn biến cuộc phản công của phái chủ chiến ở kinh thành Huế, và chúng ta tìm hiểu xem coi cái phong trào Cần Vương bùng nổ và phát triển như thế nào, và tại sao nói là cuộc khởi nghĩa Hương Khê là cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào Cần Vương. Đó là mình về mình tìm hiểu trước của bài sau. Ta sẽ tìm làm bài tập về nhà, thì cô cho các em làm bài tập và các em sẽ gửi bài về cho cô chấm, gửi lên Zalo. Thì học sinh của giáo viên bộ môn nào thì mình gửi cho giáo viên bộ môn ấy chấm điểm để mà lấy điểm nha. Thì đây là cái câu 1, chúng ta sẽ viết chữ đúng sai vào các cái ô dưới đây. Thì chúng ta xem, thứ nhất là ngày 3 tháng 4 1882 là Pháp đổ bộ lên Hà Nội là đúng hay sai, rồi chỉ huy quân Pháp là Rivière là đúng hay sai. 25 tháng 4 1882 là Pháp tấn công Hà Nội là đúng hay sai. Cả hai tên chỉ huy Pháp đều bị giết ở tại trận Cầu Giấy lần nhất 1873 và lần 2 1882, đúng hay sai. Tháng 7 1883 vua Tự Đức qua đời đúng hay sai. Rồi ngày 18 tháng 8 1883 Pháp đánh thuộc. Rồi cái câu thứ hai, bài tập thứ hai là cũng viết chữ đúng sai vào đây. Thì các em về các em xem nha. Rồi cái bài thứ hai, bài tập thứ hai là tự luận. Chúng ta sẽ làm tự luận là tại sao nói 1858 cho đến 1884 là cái quá trình triều đình Huế đi từ đầu hàng từng bước. Cái này viết hơi lỗi các em. Đi từ đầu hàng từng bước đến đầu hàng hoàn toàn trước quân xâm lược. Cái này các em sẽ làm để nộp lại cho cô hoặc là giáo viên bộ môn của mình. Thì bài tới đây là hết. Xin chào các em. Mình sẽ hẹn lại tiết sau nha.